tuổi chưa mà lái xe đây? Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 22 tuổi ạ. 22 tuổi mà mặt trẻ măng vậy? Vì mặt em trẻ vậy thôi, chứ em già lắm rồi anh ạ. Còn lái xe có uống rượu bia gì không? Dạ không ạ. Có hút cái gì không? Không. Thế không vi phạm gì ạ? Có trên xe có gì không? Không. À, cậu dẫn tay không? Cầm hộ tôi ít đồ nhá. Đây, cầm hộ tôi là được đấy. Rồi, cậu bỏ túi này ra đằng sau. Đây, cầm giúp tôi cái này nữa. Ok, cảm ơn cậu. Alo, alo, hẻm số 3, đường Bùi Thị Xuân, cần chi viện, cần chi viện. Rất cảm ơn khi được gặp cậu. Rất vui được làm quen với cậu. Put your hands up. Put them over your head. Nani? お前はもう死んでいる。Dữ trời. Cảm ơn tất cả các anh chị đã tới với buổi khai trương quán ngày hôm nay của em. Quán của em hôm nay khai trương buffet thịt xiên nướng chỉ với 69k một người. Các anh chị có thể ăn tẹt ga, ăn thoải mái, ăn tới khi nào no đứng dậy xách đít đi về mà thôi. Nhân dịp khai trương quán ngày hôm nay của em có một ưu đãi đặc biệt dành tới tất cả các anh chị. Đi ăn 2 người tặng thêm 1 người, tính tiền 3 người. Mời các anh chị vào thưởng thức. Xin giới thiệu với các quý khách, đây là quầy thịt nướng nha. Ai muốn ăn bao nhiêu, em sẽ nướng cho mọi người bao nhiêu. Mọi người chỉ cần đợi em 15 phút mà thôi. Quán khai trương khách đông tấp nập luôn cỏ ha. Chúc mừng em nha, khai trương hồng phát nha. Bữa nay biết tu chí làm ăn rồi, bố mẹ em chắc vui lắm nhỉ. Quán đông khách ghê thế này, tiền bộ với em. Ăn nhiều như thế thì em nhắm 69k một người bán có lời được không em? Trời, quan trọng gì đâu anh. Quan trọng là quán em phải đông khách như thế này. Còn bọn nó muốn ăn bao nhiêu á, em cho bọn nó ăn bấy nhiêu. À, anh đợi em một tí nha. Ôi, may quá bạn ơi, bạn giao kịp hàng cho mình. Sáng giờ mình khai trương bán đắt hàng quá, 5kg bán hết rồi. À mà, bạn giao cho mình bao nhiêu đây? Bao nhiêu ký đây? Đây là do bên bạn phát sinh thêm, nên là mình phải lấy bên món khác mình nhập về cho bên bạn. Giá 20 ngàn một ký. Đây là 5 ký nè, mình lấy bạn 100 thôi. Ok, cũng được. Đợi mình tí. Nè, các khách hàng của em xem nè. Thịt em nhập về tươi rói rói, nên các anh chị cứ tự tin mà đút vào mồm. Mày ơi, mày quên trả tiền cho mình nè. À, đã quên mất. Anh,
em. Và ăn buffet thì xin nướng khai trương ngoan em ăn. Ăn làm gì có tiền mà ăn em. Thì ăn có mà đầy tiền ý. Tiền đâu mà đấy. Ừ. Ủa mà cái thằng hồi đấy là thằng nào vậy em? À thằng đó là thằng mối của em á. Em chuyên gia lấy thịt heo từ chỗ nó. Nó bán thịt heo rẻ lắm, có 10 ngàn một ký à. Nếu mà anh buôn bán gì liên quan tới thịt á thì anh liên hệ với nó. Thằng đó là quen của em lắm á. Anh em nể lắm á, em mới cho anh biết á. Vậy được, cảm ơn em. Anh thấy em buôn bán cũng được quá, anh cũng đang nảy ra ý tưởng đấy là mở một quán buffet như em đấy. Được rồi, để có gì thì anh liên hệ nó thử. Hôm nay khai trương quán em, anh qua chơi thế thôi. Còn chào em nhá, anh đi về có chút việc đây. Dạ, bye bye anh nhá, em bán quán đi. Công nhận quán thằng cỏ mở đông khách thật đấy. Cái lượng khách vừa nãy mới khai trương mà mình đếm sơ sơ rồi cũng tầm 10 người mà mỗi người là 69.000, 10 người là 690. Trời ơi, mới có một tí mà nó kiếm 690. Mà trong khi thịt heo thì nó mua có 10.000 một cân, tính sơ sơ ra là thì nó cũng phải lời tận 600.000. Hay là mình cũng nên nhập thịt về mình mở một quán buffet như nó để mình bán không ta? Phải đi qua kiếm thằng Lộc mới được. Còn gì nữa ở đâu mà không vơi. Chị vừa đến từ lúc nào đấy? Mày đi đâu đấy? Em qua đây tìm thằng Lộc. Nó thằng Lộc đâu hả chị? Mà tìm thằng em ta có chuyện gì? Em tìm thằng Lộc có chút chuyện thôi mà. Việc gì? Thì chút chuyện thôi. Mày tìm nó có việc gì? Thì chuyện làm ăn nữa mà chị. Chị biết thằng Lộc đâu, chị gọi ra cho em với. Mày đi ra đằng sau, xem thử nó có ở đằng sau không. Ở đằng sau à? Ok, để đi ra đằng sau. Oh, cái bà chị hai của con Lộc thì dữ dữ ta. Nói chuyện với bà mà sợ toát hết cả mồ hôi luôn á. Lộc ơi! Lộc ơi! Lộc ơi! Ôi dù, mùi gì mà thối dữ trời. Ôi, thì ra là mùi thối phát ra từ đây, cái gì mà thối dữ trời. Ôi, thịt heo thối, biểu sao chả thối. Chị ơi, ở đằng sau nó thu quắc thu vơ với em, có thấy thằng Lộc ở đằng sau đấy đâu. Lộc đâu? Có người tới tìm mày làm ăn kìa. Tao cho mày 3 giây để mày bước ra đây. 1 3 Tao kêu mày điếc hay gì? Dạ em đâu điếc đâu ai. Có người gặp. Ủa luôn. À, anh chốt quen biết với thằng Cò á, thằng Cò nó giới thiệu là em chuyên bỏ mối thịt heo cho nó bán thịt xiên á. Anh thì anh cũng đang tính mở một quán thịt xiên mà không biết mối ở đâu rẻ với ngon thì may quá có thằng Cò nó giới thiệu anh tới chỗ em thì không biết là em bỏ mối thịt heo cho anh được không nhỉ, giá cả như thế nào em nhỉ? À dạ được anh, chỗ em bình thường là bán cho người lạ là 20 ngàn một ký. Nhưng mà anh quen biết với thằng Cò thì em lấy rẻ 10 ngàn một ký thôi. Ủa rồi sao thịt heo mà em bán có 10 ngàn một ký thì sao mà lời hả em? Dạ do em bán gì đam mê thôi anh. Tình hình là khoảng tầm 4 ngày nữa là 15 tới đây nè. Dạ. Là anh sẽ khai trương quán. Thì cái hôm khai trương đấy thì em bỏ cho anh khoảng tầm 10 ký được không? Ok, thoải mái anh. 10 ký thoải mái luôn đúng không? Dạ. Coi. Ủa, anh quan tâm buffet hả? Vào bàn ngồi đi, em vừa mới dọn quán ra. Em biết tin gì chưa? Biết gì anh? Hôm qua anh qua nhà thằng Lộc, thấy ở nhà thằng Lộc rất là nhiều thịt heo thối luôn. Anh nghĩ là nó lấy thịt heo thối xong nó bán cho quán em đấy. Đúng rồi, cái này em biết mà. Em biết mà em vẫn nhập thịt heo của nó về em bán hả em? Này, để em nói cho anh biết nhá. Thịt heo ngoài chợ người ta bán là 100 ngàn một ký. Nó bán cho em có 10 ngàn một ký à, bán thêm mới có đấy rồi chứ. Trời ơi, chứ anh nghĩ ở đâu ra mà thịt heo mà làm buffet bán cho bọn nó nhiều như thế. Bán thế sao em có lời được. Mà hôm qua mày chơi mất dạy như mày còn định mời ăn vào ăn buffet của quán mày nữa. Thì anh ăn một hai bữa thì có làm sao. Em nói cho anh biết nhá, cái hóa chất của thằng Lộc á là hóa chất xịn, hóa chất nhập bên Thái, Thái nội địa nhá. Cái này mà ngâm với thịt heo thối á là thành thịt heo tươi ngay. Anh thấy không, quán của em người ta ăn người ta có ai manh dốn gì đâu.
có điều là ăn nhiều thì nó bị ung thư. Em để khách. Từ nay em đừng có nhập thịt heo ở vùng biên giới mặc về. Chuyện làm ăn của em, anh biết gì mà anh nói. Thôi anh đi về đi. Bữa nay mà để hết hóa chất rửa thịt thỏ rồi, tôi để sáng mai nhập thịt thỏ rồi nhập luôn hóa chất một lần. Được rồi, tôi rồi nè. Quá đã. Dạ bạn mình là hai suất buffet là 138.000, cho em xin tiền ạ. À, thu tiền trước à. Đấy. Em cảm ơn. Ừ. Dạ quý khách đợi em 15 phút ạ. Hai anh ăn buffet hả? Không ăn buffet chứ ăn cái gì. Dạ. Ăn muối gì ạ? Cho em xin tiền buffet anh ơi. Sao nói luôn. Ê. Bạn nữa, bạn tới rồi. Qua sau khi đến khai trương quán của thanh niên cò, anh ta đã giới thiệu tôi tìm đến Lộc nếu muốn nhập thịt heo giá rẻ. Sau đó tôi đã đi đến nhà Lộc để bàn bạc về chuyện làm ăn. Khi đến nhà Lộc tại khu vực sau bếp, tôi đã vô tình nhìn thấy rất nhiều thịt heo thối được bỏ ở đây. Vì vậy tôi nghi ngờ anh ta đã sử dụng thịt thối để bỏ mối cho các quán ăn. Sau đó tôi đã tìm đến cò để nó đầu đuôi mọi việc. Nhưng thật không ngờ cò đã biết hết mọi chuyện và còn biết rõ hơn cả tôi. Tại đây cò đã khai nhận toàn bộ hành vi dùng hóa chất để chế biến thịt heo thối, thành thịt heo tươi của Lộc cho tôi biết. Sau đó tôi đã khuyên cò không nên nhập thịt heo từ chỗ Lộc nữa mà hãy làm ăn chân chính. Nhưng vì các lợi trước mắt cò đã đuổi tôi về, vì vậy tôi đã quyết định lật tẩy hành vi này của cả hai người. Tôi đã lén quay lại quá trình Lộc chế biến thịt heo thối cùng với hóa chất, sau đó bố trí người giả vờ đến quán của cò ăn buffet để mai phục. Ngay sau khi các anh đang giao dịch, chúng tôi đã bắt tận tay để đưa lên phường. Mời anh lên phường.